lắm là nó bị nâu. Khi mà nó già là có nhiều con đó, nó chui vô trong nữa các bạn. Như trong lùm nó có mấy cái. Trước khi vô đó thì mình đi kiếm vòng vòng ở đây. Hình như bên đây có mấy cái nhỏ nè. Nếu mà nhỏ quá thì mình không hái các bạn. Thì theo mình tìm hiểu thì cái nấm này nó cần trời mưa xuống là nó mới lên nhớt càng nhanh. Ở đây một đùm này. Ở dưới đó không trái nữa. Đây con mới nè các bạn. Nó nhỏ nhưng mà nó nằm sát sát nhau vậy, hái cũng thích lắm. Mình có đem cái vỏ cho nó đừng có cái bụi vô trong các bạn. Cái cũng to điểm nè. Rất là tươi. Quá đã. Ở bên kia nữa kìa. Ở bên kia hai cái luôn. Mà nhờ qua bên đây hái trước đi. Để mình đi tiếp tục lên cái nè. Cái nào mình thấy để giấu nó các bạn, cái này có khi thấy rồi cái đi lên cho nó biến mất tiêu. Ở bên kia kìa. Xả mình đi bên kia. Ồ, đây nữa nè. Wow, cái này nhìn giống y chang như núm rơm luôn cả nhà. Nó lú lú nè, cưng gì đâu luôn. Không có chỗ mà để cái lỗ nữa các bạn. Cái ngày cái dốc. Trong mấy cái lùm lùm như vậy nè, nó ưa có nấm bự lắm các bạn. Qua bên đây mà nhìn thấy mấy cái bên đây nè. Wow, đây là các bạn, 4 cái luôn, 5 cái luôn, 6 cái luôn. Kéo dài vô đó bên đó luôn. À, cái quả bự nè, ăn ngon luôn. Cắt mấy cái đống xà trước. Sao cái rất là ngon các bạn, rất là tươi luôn. Đi nãy giờ mới gặp ổng. Ồ,
Em hái một ổ để đó hả? Dạ. Ủa không đây, một kẻ kia đá lên cái nữa nè. Ờ, không thấy. Này tươi tươi không em? Bữa nay mình rửa cái tươi tươi mình hái ha. Ok. Bỏ vô luôn. Nó để lá luôn coi. Cho anh coi cả đây. Hôm nay nó chưa mưa, nó tươi, không có bị khô héo như bữa. Ừ. Ở trên kia kìa, đây nè anh. À, thấy rồi, từ từ không? Đó, có ai bắn nè. Coi chừng bắn nè, người ta đi săn nè, coi chừng bắn mình á. Cho nên anh không mặc áo màu đỏ. Thôi, mặc áo màu đỏ chói quá. Bữa nay nó nực 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 cho nên không muốn mặc. Vào cái đó đen quá ha. Rồi còn trên đúng không em? Nè, sau lưng em á. Vào ai bắn dữ vậy ta? Ta đi săn. Cái này màu vàng nè, đẹp nè. Thấy là em đẩy thôi đổ. Wow, bắn dữ vậy ta. Rồi, lên đây luôn. Đây nè các bạn. Nó leo rừng nó khó vậy đó các bạn. Cho nên quay lúc lắc thì các bạn cũng thông cảm ha. Cùng sai sống với hai vợ chồng nông dân. Này không phải sai sống mà là sai... sai gió. Sai video. Bị nó lắc quá. Rồi còn không? Ở đây nữa nè. Ôi nhỏ nhỏ cả đống lên nè. Ừ, thấy nó lên quá trời luôn. Anh đi thẳng lên đó đi, em hái đen cái này. Nè đây nè các bạn. Ui dạ. Chừng té đó. Sập hố, sập hố. Vừa đây, vừa quay, vừa đi cái không thấy hố. Quá trời ngon nè. Nè hái trái này luôn. Quá trời tươi luôn nè. Ôi 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 ôi. Tuột. Còn nó không? Cái này mà ta đi không có quay phim á. Ừ, hái nhiều lắm. Ta hái khỏe lắm. Ở đây nữa nè em ơi. Ồ, có ăn cái bự trên nữa. Rồi, hái cái bự này. Bự này hả hồng rồi. Hả hồng là nó muốn dù các bạn. Ừ. Rồi, ở đây còn không? Này có mấy cái vàng nè. Ở đây nè em ơi. Nó tự dưới đất nó chui lên. Giống như tùng nhung quá ha. Nó cũng bị đá đè nữa. Sức sống mãnh liệt luôn. Ai đè đè nó vẫn nhoi lên. Nó còn mạnh hơn nữa chứ. Ừ. Con cái nó vàng kìa kìa. Nó khô hả phải không em? Không phải là tại màu vàng nha. Nhìn kìa. Còn không? Chắc đi lại lại đây nè. Ủa hình như bên đây nè. Ô này anh này em ơi. Hả? Đây anh hái được không? Anh hái luôn đi. Đây nè coi. Một tay. Wow. Người ta đi săn người ta bắn quá trời. Đây cái này nè. Ồ đây nè em ơi. Ok, wow, đây cũng có nữa nè. Đó. Đi. Nếu mà mình không nhìn kỹ cái bỏ sót. Nhiều không? Cũng 4-5 cái ạ. Ở dưới vách đá này nè.
hai cái bươm với bua ba cái nhỏ. Ồ thế à? Ồ cá đóng kìa, nhấp đá đó. Mấy cái này hái là ăn ba cháy bò chét luôn. Dưới này kìa. Ồ, ở đằng kia nữa kìa. Thấy không? Thấy. Rồi, ở dưới luôn em. Dưới luôn. Tới. Lấy chân gấp nè. Thọt chân xuống, chân dài mà. Chân dài. Ây da. Ây. Đó. Đứng ở trên vực nè các bạn. Thấy không? Tới. Nhìn xuống luôn cái cây có không? Wow, ngon ha. Giữ được mấy cái nữa coi. Đâu, phê coi. Wow, tươi trong rồi đã. Bên này có cái vỏ gì tấm lại nó không có bị lá thông chứ. Ừ. Rồi, đi tiếp. Ô, hai cái này đỏ chét nè các bạn. Vậy mà nhìn không thấy. Ở đây có cái vàng nữa nè. Ừ, hai cái vàng trước đi. Cái vàng nó còn tươi. Cái này chắc nó hơi già ha. Cái này thì nở rồi nè. Ừ. Nhưng cái này được. Kệ nó đi. Cái này ngon. Vậy phơi khô. Còn chỗ nào? Hello. Bên hello. Kia. Bên kia anh thấy á. Bên đâu? Tút bên kia luôn. Thôi trả em. Hả? Trả em máy em qua cho. Nè đây cái sao không hái? Nhỏ xíu. Nè trả em nè. Ô một. Một bầy nè em ơi. Một bầy đàn luôn. Không bự hả? Dừa này, chỗ này là dừa rồi. Tươi trong hả? Vậy là ăn ngon nhất. Nhưng mà hái vậy thích bự à? Ừ, tươi rối à. Bự thì anh thấy chỉ thích là nhồn thịt thôi. Wow, ngon ngon, dừa dừa không à. Ồ, đây cái này ngon nhất nè. Kia luôn. Đây nữa nè. Bữa nay trời mát mát hay chứ, quay phim ngon mát. Ừ, nó không có bị chá. Chỗ tối á, chá nữa. Em không có mệt các bạn, nắng đi mệt lắm à. Wow, ngon quá nè. Wow, wow, đã. Đã nè, hình như còn đó cả, đó thấy không? Ở trên nữa. Nữa đâu. Mẹ hái mẹ thải tùm lum vậy ta. Giống như trên trời nó rơi xuống. Có người lùm. Giống như người lùm bành. Chỗ này đá quá chắc không. Em nghĩ đi dọc dọc mấy chỗ. Chỗ này có cái bự nè. Ủa nè. Đâu rồi? Sao cái màu nó ngộ vậy? Đây này nè. Nó màu đá. Ồ, các bạn nhìn xa nhìn nhớ, y chang cục đá luôn. Đơm coi cái cát này ngộ ngộ. Ừ. Không phải nó, không phải nó. Có nhầm mà khi mình hái các bạn mình phải chắc kiểm tra đó. Ở trong nó bọng không? Còn nếu mà nó không bọng thì nó không cái đúng. Loại đồ không đúng, ăn cái đó nó có độc tố. Với lại cái này thì cô chú anh chị ăn thì nhớ nấu chín ha. Ừ. Ờ, cái này cái màu đá luôn nè. Ừ. Cho nên một trong lý do à, cắt là phải vậy đó các bạn, mình kiểm tra luôn ha. Chứ mình nhổ về cái mình không mình biết. Không biết là nó thật hay là nó giả. Ồ, trong kia có hai cái luôn kìa, ở dưới cái gốc cây á. Ở dưới gốc cây. Thì cái nấm này thì ăn là phải nấu cho chín rồi mới ăn. Chứ đừng có nấu hơi sống sống.
Nếu mà đây hả? Tốt nhất thì mình trụng qua nước sôi rồi mình hãy nấu. Màu này màu 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 đen hay màu nâu nâu ha? Nâu đủ sẵn. Màu hả? Ừ. Rồi tiếp tục. Đây có mấy cái ngon nè anh. Mấy em ú nụ luôn. Ở đây có mấy ổ luôn anh. Ở đây cũng có mấy ổ nè. Và cái ổ này thì nó còn không có bự dữ. Nhưng mà nó đều đều nha. Nó đều đều. Vàng úm. Đã không? Đã gần gần thì cắt nó mới đã. Rồi. Cắt của em luôn đi. Xách của em luôn chứ. Ở đằng sau nè, có ăn cái nữa nè. Đó, đây. Wow, em này bự trốn nè. Wow, cũng ngon ha. Đây luôn. Đây luôn. Quá đã, còn đâu nữa? Rồi xách vỏ của em luôn đi. Ô đây cái nữa nè, không thấy. Bự không? Nè. Bự. Ô, cũng to điến nè. Chỗ này ướt ướt ngon quá ha. Cũng bằng bằng vậy kiếm nè. Ô cái này nó lú lên. Trốn vào trong này. Cho sạch luôn em. Tại cái này nó có cát cái mình vô cái. Khó rửa. Mình rửa không sạch cái nó có cát ăn nè. Ăn nửa chừng đang ngon lành đang thưởng thức cái có cát ở trong nó mất ngon. Đây là. Wow. Trên kia nữa. Không bự mà lâu nhoi lấp nhấp. Chọn lại. Quá đã luôn. Đừng có che tay. Wow, con này giống nhím nè. Đây, hai màu luôn. Quá đã. Nè, bỏ vô. Đây nữa nè. Dưới cái hố. Mấy cái hố hố á. Mình ưa tìm những cái bự mà nó non. Ăn chèo ha. Ok, này mới tươi.
Hôm nay trời úi ui hái đã lắm các bạn, không biết có mệt mát nữa ha. Lâu lâu có gió thổi nó đã vậy thôi. Em có kiếm trong lùm này chưa? Chưa đó. Hôm nay thì đá quá trời, đá bự bự không à. Vậy mà lửa nó cũng càng tới đây luôn. Anh đi vòng dưới anh đem coi. Tới chỗ này giật thẳm rồi, anh mình mà phải xuống em ơi. Chỗ này có một cái nè các bạn. Vàng ươm mà, quá trời đã luôn. Qua ở đây nhiều quá chừng nè anh ơi. Anh đứng ở chỗ này mới nhiều nè. Trên đó nữa hả? Ờ, quá trời luôn á. Wow, trời ơi, dưới kia nữa. Ở dưới nữa hả? Dạ. Wow, anh đứng ở đây anh tính hái rồi nhưng mà đợi em lên. Quá trời nhiều nè các bạn. Đó, có cái con mấy con gì nó bươi bươi nó xúc lên nữa kìa. Quá trời quá đất luôn. Xuống đây lên nè. Bả cháy bỏ chét. Lên đây nguyên đá đã luôn nha. Wow, bên kia nữa kìa nè. Thì bên đó, ở đây nữa nè, rồi dưới kia nữa kìa. Ôi ôi nè các bạn, ở đây thì nó rải rác mà nó bự. Đây nè. Có chừng đáp á. Không uổng công bỏ lên đây. Wow, ở đây quá chừng luôn nè. Wow, quá trời ngon luôn nè các bạn. Nó mọc theo cái đường này, đường mương chỗ này. À, coi nè. Bỏ vô luôn. Rổ mới nè. Không phải rổ mới, em bỏ cái vỏ kia cho nó. Thì ra nói rổ mới là bắt đầu khởi đầu coi ở đây được bao nhiêu. Ở trong đây đúng cái lỗ nó cũng có luôn, nó mới ghê chứ. Lỗ chuột. Giống ổ nhím quá. Hái vậy mê mê các bạn. Chờ anh, chờ anh. Ừ, bự không ha. Ừ. Đó. Thấy lên luôn, còn nữa không? Mình cứ đi tiếp coi. Bên đây. Bên đây kia, em có kiếm chưa? Chưa, em mới tới. Em thấy ở đây rồi em chạy á. Em nghĩ chứ dòm lên chút mình dòm xuống đây coi ha. Ừ. Để coi chỗ này mình hái được bao nhiêu. Quá trời đã, cái chỗ này ướt ướt không à. Thấy xuống. Anh đi vòng đó đi, em đi vòng qua mới được. Đi vòng qua đây kiếm thôi. Đó có không? Không, không thấy. Chỗ này có không? Wow, cái bự quá đó. Đây có không? Đi, đi hái đi.
Rồi mình lại hái ổ kia rồi đó, mình từ từ mình kiếm. Chỗ này nó dài lắm em. Lên đây luôn nè, nè nè. Sao không đem cái giỏ em luôn. Đó, hái trong kia trước đi. Từ từ, mình thấy cái nào mình hái cái đó. Nè, giờ hái cái này đi. Rồi, đi thẳng lên đó. Đây luôn. Nè, anh ấy đó. Ở đây cứ đi. Cái nào gần thì mình hái. Quá ngon. Wow, cái này sao nè. Rồi, làm sao đứt em cái to nữa cả. Đây nè em. Hai cái nè. Vô trong luôn. Rồi. Cái nào đó. Mình cắt không được thì mình rút nó. Trên ở kia. Đây luôn. Ồ đây có cái nữa nè. Thôi vậy ra cái em sao em lưng em luôn đi. Ồ đây nữa nè. Ồ sao lưng em nữa ha. Ồ cái này đen quá ha. À chắc là nó già nó đen ha. Không, không phải. Cái nào đen. Già là nó nở cái nó bung cái đầu á. Đây nè em ơi. Quá trời đã. Còn đâu nữa không? Còn nhiều lắm. Ở đây nó còn mà nhỏ nhỏ quá trời nè. Rồi. Rồi vậy lấy mấy cái bự này trước đi. Rồi lại cái ổ. Đây nè. Đã bạn. Wow, cái ổ mấy dưới đây thôi các bạn. Còn dưới đẳng em hái luôn cái mình lại cái ổ bự. Ừ. Ồ cái giỏ của em ở đây hả? Em làm dấu đó. Ở trên trái. Wow, đây nó cũng ê ê nè. Ồ, một sen kẽ trong đá luôn. Ui da. Được không? Còn đâu nữa không? Kìa, cái hai luôn. Rồi, lên cái ổ bự nha. Xách cái giỏ em luôn. Wow, cái này nhìn ngon quá vậy. Đã không? Wow. Đúng là mọc như nấm anh à. Đấy, trời này trước đi. Ở trong lỗ có không? Có luôn kìa. Ồ, dưới đây nè các bạn. Mê gì đâu. Hai trái. Ờ chỗ này mới đã nè. Ê ê luôn. Đã.
Đây có hai cái nó bị con gì nó bươi ra gì. Ồ. Ôi ôi quá trời nhiều các bạn. Wow. Ổ chỗ này không á. Trên góc đỉnh đồi này. Đã dữ. Còn không? Định lên coi cái xuống lên cái đã luôn. Đây còn sót một cái nè. Ai bỏ vô đi xuống em ơi. Qua kia thử coi. Ờ à, mình đi dọc cái đó cái mình xuống mình kiếm ở dưới cũng xuống. Rất là ngon á. Ăn uống nghỉ ngơi gì không? À, kiếm gì ăn đi, đói bụng rồi. Thôi đây luôn đi, chỗ này đẹp nè. Ừ. Ô còn đây một cái nè. Đâu? Ô. Văn khe. Nằm một mình đâu có thấy. Quá ngon luôn. Còn nữa không? Bên đây nhỏ nhỏ. Ừ, trả nó đi, để cho nó lên này mình mốt mình lên mình hái lần nữa. Mệt rồi. Uống miếng nước nghỉ ngơi. Anh ngồi đây luôn đi. Ok, ngồi đây nè. Kiếm cái cây nào ngồi. Nè, cây này sạch nè. Ngồi đó được rồi. Ừ. Coi chừng mấy cái cây gãi nó chổi đít ạ. À. Ai kêu ngồi ngay cây gãi kia. Lú lên á. Ngồi vô đây là nó ghim vô luôn giống như miếng ghim. Ừ. Nãy giờ đi đâu lâu rồi ha? Đâu khoảng bữa nay đi. Bữa nay đi rất là khỏe luôn. Không có nắng nóng. Mệt quá. Gió nóng.